ra nó sẽ xem bên trong nó có cái gì mà nó hot đến như vậy. Tại sao lại nhiều người hỏi cái sản phẩm như vậy? Đây rồi, nó đây rồi. Em sẽ đặt cho anh lên cái loa súp lên kia. Sound top STPA 1200. Úi trời ơi, mặt nó đẹp hay luôn. Đây, mặt nó đẹp. Cho lên trên cái dây bàn giá 3.000 watt này đây. Cái bàn 3.000 watt. Bây giờ mình chiếc bàn ra S21 bàn 1.000 watt coi nha. Chà. Đó. Ô, đây các bác, đây là chiếc đẩy STPA 1200X. Một chiếc đẩy được cầu linh kiện đây ạ. Đặc biệt là với cái chiếc đẩy này, công suất của nó là 400W một kênh 8 ohm, rất là phù hợp cho các bác chơi gia đình, và công suất peak lên đến 1200W. SD. Quay gần cho các bác thấy là cái mặt của nó là màu vàng non các bác nhá. Có bảo hành điện tử, các bác có thể kích hoạt bảo hành để xác nhận về cái tính chính hãng của sản phẩm này. Sản phẩm PA 1200X. Anh nha, con này đi luôn à. Em ơi, cho anh cái form này.